Mọi người coi hot boy của Cindy giống Hùng mà xách giỏ cho bé Hằng không? Đúng rồi, đi từ đây lên đây, để sẽ đi mãi xuống dưới đó. Giống học sinh ha. Redwood. The Redwood Trail of Virginia. Redland Meadow. Giống cô giáo giải trình học trò mé bị bây giờ xin đi với vào rừng nè mọi người ơi. Cướp cái đời trai của bạn ha. Nó nói giờ đây sợ bị cướp. Nó làm như nó tiền bạc nhiều, sợ bị cướp. Nó cho mình sự lựa chọn đó mọi người. Đúng không? Ồ. Đi đây là đi coi cái tree nó có đẹp tên cho mình biết. Mọi người biết không? Nó cho mình lựa chọn đi 30 phút. Một tiếng, 3 tiếng ở ngoài cái bảng. Nè, nó chỉ mình đi 30 phút, đi đi đây. Còn đi one hour, đi ngược lại. No, one hour đi hướng này. Đi 30 phút đi thẳng hướng đó. Wow. Cái trái ngộ quá. She make me hold her back like this. Well, I'm like hiking in the wood, dude. And where we go? Go straight. Không được có những phương tiện giao thông. Wow, mát quá. Giờ bé muốn lên up or down. Là giống bộ hỏi. Mình sẽ hết sức cố gắng bạn ơi. Up or down. Nhưng mà down đi cho chắc ăn. Nó khi dễ xin đi. Ở đây nó cũng có mấy cây nó ghi tên luôn. Tức là những cái chỗ này là nó được lâm nghiệp họ nghiên cứu rồi đó mọi người.
Nãy xin đi muốn đi sở thú mà nó không chịu đi. Không có không, không. Có cọp ai giống được. Lâu lâu nó hù mình, nó biết mình nhát gan lắm mọi người. Xin này nhát gan lắm. Wow, dưới kìa. Ở đây mình đi bộ đội. Để hành quân. Có mấy ông đã ăn cái trái này. Xin đề nghị chim ăn được là người ăn được. Trái nào ít nhất cũng ăn được một lần. Tại vì cái chết cũng ăn được một lần. Cây giống cây khoai mì quá. Nãy giờ mình đi á mọi người, mình thấy người lớn tuổi á, người già ở đây họ đi chơi nhiều lắm. Ở dưới kia có con đường nữa baby. Có tiếng người dưới đó. Xung quanh đi hai kinh dưới đó. Bây giờ mình đi hoàn cũng xuống dưới tới giờ. Bữa nay đã đi nhà thờ xong cái vô rừng chơi. Có những hoa cúc dại nè mọi người. Wow, có cái bông gì chẳng hiếu ở dưới kìa. Cô tí. Hoa ban. Hoa ban. Nói đại vậy đó. Thôi là nó không bướng mà mày hướng dẫn. Mà hướng dẫn viên là mất hết trách luôn á. Hỏi bà sao bà biết đó, tôi đoán vậy á. Chết luôn. ông sợ là mình sợ con chó. Ông chưa gì ông nói con chó ông rất là thân thiện. I know. Your husband said he's friendly. Thank you. Tại nó to quá. Giống chó con mèo nó hiền. Một ngày không nghe nó tiếng nói luôn. Mấy anh chihuahua kìa mới hổn. You want to down? Or you want to try? Nè, ở trên kia xuống đây nè baby. Nó có step xuống nè. Đó. Đấy. Những người đó là những người anh hùng. Giới thiệu những cái cây ở trong rừng này. Rồi đi up lên rồi đi ngược ra ngoài đúng không? Yes. Ok. Trước sau gì cũng phải lên. Mày xách cho mẹ cái bóp mà mày cái dí cho mặt mẹ cái thằng kia.
Back here. Right? Yeah. Goose. Bird. Đi ngược hướng kia. Hướng nào? Đó. Có nghĩa là nó rất là nhiều tầng đó mọi người. Nó tầng tầng lớp lớp. Ở đây rồi đi xuống dưới, đi xuống dưới, đi xuống dưới nữa. Về lại đất liền rồi kìa. Dạ. Mấy em quạ nó ồn quá. Ở đây có chỗ đậu xe nè baby. À, có giống thằng Hùng không? Thằng Hùng trong group của bé Hằng. Xách cái vỏ. Đây là bé Hùng thứ hai. Baby, come here. Ok, bye cả nhà, xin đi đón xe.